mừng các bạn trở lại với Mr. Zero, mình là Thảo Hoàng. Ronaldo 35 tuổi vẫn mày mò dạy bóng đá ở Syria. Ronaldo đã bay trở lại Bồ Đào Nha trên một chuyến bay cá nhân và được câu lạc bộ chủ quán Juventus cho phép. Siêu sao 35 tuổi đã bay về nhà ở Madeira khi mẹ anh được đưa với bệnh viện vì đột quỵ vào sáng thứ ba. Về việc này, Sarri nói trong một cuộc họp báo: "Tôi không biết điều gì xảy ra, đó là vấn đề cá nhân. Vì vậy, Ronaldo phải thảo luận về vấn đề này khi anh ấy trở lại. Không có ai thay thế được anh ấy trên toàn thế giới." Rõ ràng tầm quan trọng của CR7 với Juventus nói riêng và bóng đá Ý nói chung là khỏi bàn cãi. Cùng mình xem clip dưới đây nhé. Đừng quên like, share và subscribe kênh của chúng mình. Xin chào! Bóng đá thế giới đã sản sinh ra vô số những huyền thoại, mà nhắc đến họ, người ta lại mường tượng ra những gì vĩ đại nhất của làng túc cầu, từ Alfredo Di Stefano cho đến Pele, Maradona, Frank Beckenbauer hay Johan Cruyff. Giờ đây, những ai theo dõi bóng đá có thêm một diễm phúc thật to lớn khi được xem một tượng đài chơi bóng, đó chính là Cristiano Ronaldo. Sau thất bại trước Messi ở danh hiệu quả bóng vàng 2019, truyền thông thế giới nhắc nhiều tới cụm từ Ronaldo đã hết thời. Nhưng trong từ điển của CR7, cụm từ này không tồn tại và anh chứng minh sự đẳng cấp của bản thân bằng hiệu quả trên sân cỏ. Là siêu sao sinh năm 1985, nhưng những gì Ronaldo đang trình diễn khiến người ta phải ngỡ ngàng và thậm chí là không tin nổi. Và ngay sau đây, mời các bạn cùng xem video Ronaldo 35 tuổi vẫn mày mò dạy bóng đá ở Serie A để thấy rằng đối với CR7, ở tuổi 35, tất cả chỉ mới bắt đầu. Khi mà các huyền thoại bóng đá thế giới đã dưỡng già hoặc giải nghệ, thì ở tuổi này, chỉ Ronaldo là vẫn đang hừng hực khát vọng và đặt thể trạng hoàn hảo cho những trận chiến đỉnh cao. Anh như một con robot bất tử, ra sân với trạng thái tâm lý cũng như nguồn năng lượng dồi dào để cống hiến cho khán giả và những bước chạy ma thuật, những siêu phẩm tuyệt vời nhất có thể. Cristiano Ronaldo đã tỏa sáng rực rỡ giúp Juventus khởi đầu thập kỷ mới bằng chiến thắng 4-0 trên sân nhà trước Cagliari tại vòng 18 Serie A. CR7 đã ghi 3 bàn và thực hiện đường kiến tạo cho người bạn thân Higuain lập công. Đây là pha ghi bàn thứ 3 của số 7 Juve và cũng là bàn thắng giúp anh hoàn thành cú hat-trick thứ 56 trong sự nghiệp. Có những tuyệt kỹ đi bóng đã làm nên thương hiệu và tên tuổi riêng của Ronaldo mà dường như mỗi khi nhắc tới là người hâm mộ không thể nào quên được. Mỗi một trận đấu là mỗi một lần khán giả lại được chứng kiến và bày tỏ sự thán phục đối với những pha lừa bóng đỉnh cao của chàng tiền đạo điển trai người Bồ. Không dưới hai lần Ronaldo tự nhận mình là số 1,
Nhiều người có thể đánh giá cựu sao Real phát biểu như vậy có phần đề cao bản thân thái quá. Nhưng có một điều không thể phủ nhận, Ronaldo luôn cố gắng luyện tập không ngừng để xứng đáng với phát biểu đó. Trong một bài phỏng vấn, hậu vệ trái Patrick Evra là đồng đội của Ronaldo ở Man United đã từng thốt lên: "Cậu ta là một cỗ máy, cậu ta không bao giờ ngừng tập luyện." Còn tiền đạo Carlos Tevez thì kể lại, buổi tập của Man United bắt đầu từ 9:30 sáng, nhưng có hôm anh đến từ 6:00 và đã thấy Ronaldo đứng lù lù ở đó. Rạng sáng ngày 23 tháng 1, Cristiano Ronaldo lại tiếp tục nối dài chuỗi trận ghi bàn cho Juventus trước AS Roma, một trong những ông lớn của nước Ý tại tứ kết cúp quốc gia Italy. Anh mở tỷ số trận đấu ngay ở phút 26, qua đó góp công lớn giúp Juve giành thắng lợi chung cuộc 3-1. Nhận bóng từ cánh trái, Ronaldo bứt tốc trước khi tung ra cú dứt điểm ở góc cực hẹp. Bàn thắng của tiền đạo người Bồ Đào Nha không chỉ giúp Juve dễ triển khai thế trận tấn công trước Roma mà còn khiến nhiều anti-fan CR7 phải câm lặng. Ngày hôm nay tôi bước sang tuổi 35, nhưng cơ thể tôi như chỉ mới 25 tuổi thôi, Ronaldo đã nói trong ngày kỷ niệm sinh nhật lần thứ 35 của mình. Nhìn những bước chạy trên sân cỏ của siêu sao Juventus mới thấy điều anh nói chẳng có gì sai. Siêu cầu thủ người Bồ Đào Nha một lần nữa thể hiện khả năng không chiến tuyệt vời của mình bằng bàn thắng mở tỷ số vào lưới Ajax ở vòng tứ kết lượt đi Champions League đêm 11 tháng 4 năm ngoái. Đây là bàn thắng thứ 125 của CR7 ở đấu trường danh giá nhất châu Âu và là bàn thứ 97 anh ghi được bàn đầu trong sự nghiệp. Cựu tiền đạo Tony Cascarino đã phát biểu sau khi chứng kiến bàn thắng này: "Phạm vi cú đánh đầu Ronaldo có thể ghi được thật phi thường. Cậu ấy đã tập luyện chăm chỉ để tái tạo lại bản thân từ một cầu thủ chạy cánh đã thành danh ở MU một thập kỷ trước." Quả thực là không có thủ môn nào dám vỗ ngực là đọc được hết các ý định dứt điểm của Ronaldo. Mà dẫu có thì cái kết nhận lại cũng vô cùng cay đắng. Bởi khả năng dứt điểm của siêu sao 35 tuổi là vô cùng đa dạng. Anh có thể dứt điểm bằng chân phải, chân trái, bằng đầu. Có thể ghi bàn lạnh lùng trên chấm penalty, những quả phạt trực tiếp thần sầu hay những pha nã đại bác từ bên ngoài vòng cấm. Và Ronaldo đang chứng minh tất cả dường như chẳng hề ảnh hưởng bởi tuổi tác. Broken home, I gave you all the bricks that I own and know.
should then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. Nếu như những năm tháng Ronaldo còn khoác áo MU, người ta chứng kiến một tiền vệ chạy cánh mang áo số 7 huyền thoại có tốc độ như Usain Bolt làm khổ sở biết bao hàng hậu vệ của giải Ngoại hạng Anh, thì giờ đây trong vai trò là sát thủ săn bàn, ngôi sao ấy cũng khiến những cầu thủ trẻ tuổi ở Serie A phải vã mồ hôi. Đúng như người ta nói, gươm càng già càng cay, Ronaldo càng bước vào độ tuổi xế chiều của sự nghiệp thì đẳng cấp của anh càng được thể hiện một cách rõ rệt nhất. Ngay cả khi trước mặt là số đông hậu vệ đối phương, cựu tiền đạo Ryan vẫn không ngại thực hiện những cú dứt điểm mang đậm thương hiệu của riêng anh. Những cú ra chân chớp nhoáng chỉ diễn ra trong một phần nghìn giây của siêu sao sinh năm 1985, thường đưa bóng đi với vận tốc xé gió, và đó chỉ là một trong những phong cách ghi bàn điển hình của Ronaldo. But it doesn't mean I lost my styling. Where were you when my heart was on the ground? Khi tuổi tác không còn là vấn đề với CR7, thì đó cũng là lúc anh ngày càng đáng sợ hơn. Với thể lực sung mãn và khát khao ghi bàn mãnh liệt, siêu sao Bồ Đào Nha tự tin tạo nên những điều khác biệt mỗi khi xuất hiện trên sân cỏ. Và chắc chắn đó là điều vô cùng hạnh phúc với những ai chứng kiến siêu sao này thi đấu. Cảm ơn vì đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. I'm tired.